xin chào mừng quý vị khán giả và các em cùng đến với chương trình Ước mơ của em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giúp đỡ cho người bạn nhỏ tên là Uyển Nghi, học lớp 2 trường Lương Định Của nha. Nhưng trước tiên thì chị Mai Phương sẽ phải làm nhiệm vụ của mình đây nè. Xin chào Mai Phương, nhiệm vụ của anh lần này là cái gì đây? Ước mơ thả diều hay là đi tắm biển? Hiệp sĩ hình như hơi bị mê chơi đó nha. Đâu phải cứ mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là được đi biển hay đi thả diều đâu. Bây giờ có một nhiệm vụ rất là quan trọng và Mai Phương nghĩ rằng là cũng khá khó khăn, bởi vì yêu cầu hiệp sĩ là phải có một sự tập trung cao độ. Anh là thì luôn sẵn sàng rồi. Từ khi Mai Phương gọi điện anh đã sẵn sàng rồi. Con chào các cô chú trong chương trình Ước mơ của em. Con tên là Uyển Nghi, học lớp 2 trường Lương Định Của. Các cô chú ơi, con và em rất thích ăn món bánh pizza. Con cũng rất thích được tự tay làm một cái bánh pizza nữa. Con mong các cô chú có thể giúp cho con. Con cảm ơn các cô chú. Rồi, Mai Phương yên tâm nhé, em sẽ lên đường ngay. Hiệp sĩ Thư Hương đang đứng trước nhà của bé Uyển Nghi rồi, chúng ta hãy vào trong tìm hiểu ước mơ của bé nhé. À, xin chào chị. Xin chào em hỏi, có phải là nhà của bé Uyển Nghi không ạ? Dạ phải. À, em là hiệp sĩ Thư Hương, chương trình ước mơ của em. Con nghĩ là trong bánh pizza nó có bột, một ít phô mai, những xúc xích. Nướng trong bao lâu? Con nghĩ trong vòng 12 phút. Tại sao con lại thích ăn pizza? Dạ, thưa chú, vì pizza món nó lạ và nó ăn không ngán cho lắm. Con thấy nó lạ như thế nào? Dạ, thưa chú, là nó khác cái món ăn khác cái hình với cái hình dạng của nó. Con thích ăn bánh pizza loại gì nhất nào? Dạ, thưa chú, là loại nhân xúc xích. Con có biết là công đoạn của làm bánh pizza nó như thế nào không? Dạ, thưa chú, là bước đầu tiên con nghĩ là bước nhào bột. Nhào bột, rồi gì nữa nè? Dạ, bước thứ hai chắc là mình sẽ cán bánh. Chính xác. Bước ba là mình bỏ nhân vào. Bỏ nhân vào, rồi. Bước thứ tư là mình bỏ vào trong lò nướng, mình nướng bánh lên. Mình bỏ vào lò nướng, mình nướng bánh lên. Nướng trong bao lâu? Con nghĩ trong vòng 12 phút. Trong bánh pizza nó có nguyên liệu gì không? Con nghĩ là trong bánh pizza nó có bột, một ít phô mai, những xúc xích. Chú để ý thấy là hình như là có cà chua này, cái tròn tròn mà khoanh khoanh trắng trắng đó là người ta cắt ra từ hành tây. Con có biết mình mua ở đâu? Con nghĩ là trong tiệm bánh bán bánh pizza sẽ có. Nhưng mà trong tiệm bánh bán bánh pizza thì họ lại mua nguyên liệu ở một chỗ khác nữa cơ. Con không biết. Không biết đúng không? Rồi, chú sẽ dẫn con đi. Ở nhà con có phô mai hay là bột hay là gì không? Con có loại phô mai này với loại phô mai này. Thế thì bây giờ trong này con có nghĩ là con có cái gì mà mình có thể mình làm pizza được nào? Dạ, đây con có cà chua. Cái này là gì nè? Dạ, tôm khô làm pizza được không con? Dạ, chắc được. Chắc được. À, tôi thấy đây, cái này cũng rất là cần thiết nè. Đố con là cái gì đây? Dạ, bột phô mai. Chính xác, bột phô mai. Con nghĩ cái này cũng có thể làm được. Có thể làm được. Ừ. Dạ. Rồi gì nữa nè? Hết chưa? Dạ, chắc hết rồi. Hết rồi đúng không? Vậy thì mình đem nguyên liệu nó đi ha. Dạ. Mẹ cho con đi mua nguyên liệu với chú hiệp sĩ. Rồi vậy con đi với chú nha. Con ngoan nghe lời chú nha. Dạ. Có gì nhờ chú trợ giúp con nha, hướng dẫn con nha. Dạ. Rồi giờ mình vô trong cái cửa tiệm này để mình mua những nguyên liệu ha. Bèn vô. Ở đây rất là nhiều nguyên liệu. Giờ con mua cái nguyên liệu nào để mà con làm pizza đây? Con muốn mua bột làm bánh pizza. Bột làm bánh? Mình lựa nhân xúc xích. Có cái xúc xích nào mà chuyên làm bánh pizza không? Cái này con thể làm bánh pizza. Dạ. Bây giờ khoan, con có nghĩ là bây giờ mình muốn trải nghiệm làm bánh pizza thì con phải đi tới đâu nè? Mua nguyên liệu rồi. Con nghĩ mình đến lấy bánh pizza.
bây giờ bên chú là không có bánh cho con làm rồi. Con cảm ơn chú. Bây giờ sao con? Bây giờ con cũng không biết. Lúc nãy con mua nguyên liệu, chưa thấy vẫn còn tiền. Bây giờ mình mua một cái bánh. Chính xác. Đây nè. Con tên là Trần Nguyễn Nghi. Con cô có ai giúp con? Năm nay cô chú là cho con nhìn. Lúc mà mấy cô chú đang làm bánh rồi cô. Tại sao con thích làm pizza? Chị thích cô vì con thấy pizza ăn rất là ngon, với lại nó cái mùi vị nó cũng lạ hơn cái món khác. Con chờ đi, khi nào mà có khách tới, khách order thì chú làm, thì con mới quan sát được chú làm. Còn bây giờ chưa có khách, chú không thể làm sẵn được. Bây giờ phải đợi có khách đúng không? Lúc nãy con mua nguyên liệu, chưa thấy vẫn còn tiền. Chính xác không? Dạ. Bây giờ mình mua một cái bánh. Chính xác. Cô ơi, bây giờ cô cho con đặt một cái pizza gà được không? À, pizza gà con thích size nhỏ, size trung hay size lớn? Ở đây nó có ba size của cô. Vậy con, theo con thì con có thể ăn cái cỡ nào vừa với con? Dạ, con lấy size trung. Nó mà sáng kỹ nha. Dạ. Nha. Từng động tác của chú nè. Rồi, con coi chú làm rồi, rồi con bắt chú làm nha. Đó là cái công đoạn mà chú nhồi bột trước khi cán cái bánh. Dạ. Chú sẽ làm cho cái bột bột nó đều hết. Mấy phút nào? Con nghĩ là 7. Vậy là mình phỏng đoán sai đúng không? Ừ. Ở nhà mình phỏng đoán là 12 phút lận. Khoan thử đi. Pizza gà đúng không? Thì sẽ có gì đây? Nấm nè. Sốt gà. Sốt gà. Phô mai. Phô mai. Con phải nhớ trình tự làm bánh của chú nha. Chú không có làm lại lần thứ hai cho con xem nữa đâu. Vậy bây giờ con có thể làm được một chiếc bánh pizza không cô? Con quan sát nãy giờ chú làm á, con thấy con có thể làm được chưa? Con nghĩ là phải cần trợ giúp. Chú có chịu trợ giúp cho bé không chú? Rồi thì con làm đi, chú sẽ chỉ cho con làm. Đều lăn đi. Lăn ngang. Rồi. Lăn cho lủng luôn. Khi mà mình sẽ thưởng thức cái bánh mình tự tay mình làm không? Thì có. Con sẽ ăn hết hay là như thế nào con? Con sẽ mời các cô các chú lúc nãy đang chỉ con, con sẽ mời các cô các chú ăn thật. À. Đúng thiệt. Top. Cho con thực hiện cách làm bánh. Rất là ngon. Bánh tròn và đẹp nữa. Bé có quên gì không? Bé thì không có quên gì hả? Ồ, vậy là con có thể hoàn thành được cái bánh rồi. Cảm ơn các cô chú đã chỉ dạy con cách làm bánh. Cảm ơn các bạn nha.
là tới nhà. Bố ơi, mẹ ơi. Sao? Rồi, bây giờ con làm được hai cái bánh này. Cái này là con tự tay con làm, còn cái này là có chú hướng dẫn. Bố thấy sao ạ? Uyển Nghi ơi, chị Mai Phương tin rằng sau ngày hôm nay thì nếu mà có thể nói là tự tay làm một chiếc bánh pizza hoàn thiện thì chưa đâu. Nhưng mà em cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm rồi. Và hãy cố gắng trau dồi nha. Bởi vì chỉ cần chúng ta có sự nỗ lực kiên trì hết mình với ước mơ của mình thì chắc chắn ước mơ sẽ thành hiện thực mà thôi. Và các bạn nhỏ của chương trình cũng vậy nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Xin chào. Chắc cây ngước mơ tuổi thơ. La la la.